Xin chào các bạn khán đính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp hệ Thống Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Ngược về Thời Minh tập 9 Sáng sớm tinh mơ, Dương Lăng cưỡi ngựa phi về phía sở dịch thừa Kẻ nói vô tâm, người nghe hiệu ý Hôm qua y nói ra câu yên ngựa cứng quá Thế là ấu nương cả đêm làm cho y một cái đệm dày Vắt lên yên ngựa vừa nhẹ vừa êm khiến y suốt đường cứ lo mình bị đu đưa lắc lư đến ngã như một tân khoa trạng nguyên diễu hành trên phố y lắc lư đến cổng dịch thừa đột nhiên từ xa có tiếng bó ngựa gấp rút vọng lại hơn mười thất quay mã lao vút tới dương lăng quay đầu nhìn sang thấy một đám vệ sĩ áo giáp sáng choang đang vây quanh một tướng quân đầu đội khôi giáp chính là vị tất xuân tất đô ti đó tất đô ti mặt mày tươi rói chẳng giống gì với khí thế vinh vao ép người của ngày hôm qua y gấp roi ngựa chắp tay cười lớn nói <cười> được dương lão đệ quan tâm chiếu cố nhiều buồn tướng đặc biệt đến đây để cảm ơn đây đêm qua quan thủ anh vận chuyển lương thảo về doanh và có thuật lại nguyên si những lời của dương lăng cho y trong lúc nhắc lại nét mặt quan thủ anh vẫn tràn ngập về kiêu ngạo tay đội trưởng thân binh tính thẳng như ruột ngựa này cảm thấy lời của dương lăng rất hay tất xuân đã lăn lộn trên quan trường bấy lâu sẽ không vì mấy câu đầy sức truyền cảm đó mà xem dương lăng là chi kỳ cả đời vì vậy, y vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái, càng thêm hào cảm với Dương Lăng. Sáng sớm rong ngựa trong thành, chợt nơi tới vị dịch thừa này, y nhất thời cao hứng bèn phóng thẳng đến sở dịch thừa để tỏ lòng biết ơn. Dương Lăng vội bước lên, nói mấy câu khách sáo. Tất Xuân nghe nói y muốn đi viếng một vị trường giả nên không tiện bỏ đi ngay, thế là cũng vào viếng để tránh về thất lễ. Nhóm người bọn họ tiến vào sân thì thấy cỗ kiệu màu xanh lục quen thuộc của mẫn huyện lệnh dừng ở trong sân, thì ra các vị đồng liêu đã đến huyện phủ từ sớm để vấn an đại nhân trước. với thương chúng tên của Mẫn Tri huyện không sâu, nhưng vì mũi tên có độc nên mới hôn mê lồng như vậy. Đã tỉnh lại rồi thì cũng không còn gì đáng ngại nữa. Lão nghe nói mã dịch thừa đã mất, lại nhớ hồi hôm chỉ có dương năng bồi tiếp mình nên không khỏi phát sinh cảm giác bầu bí thương nhau. Nguyên văn nghĩa là thố tử hồ bi, tức là thỏ chết cáo thương. Thế là chẳng mang can ngăn, lão lập tức ngồi kiệu chạy đến phúng viếng, huynh muội mã ngang không ngờ dương lăng có thể gọi nhiều người có thân phận đến viếng như vậy chớ thấy ngày thường vẫn tri huyện và mã dịch thừa xưng huynh gọi đệ mà lầm thứ nhất là có tiền bạc phúng điếu thứ hai là mã dịch thừa tốt xấu gì cũng dắt một lệnh bài cầm y vệ ở trên người bằng không phải cực kỳ nề năng lắm thì mới kém tới mấy cấp mới được người ta đến viếng còn như cái vị tướng quân mà dương lăng đang đưa vào cứ thử tưởng tượng một cục trưởng cục biêu chính huyện đã qua đời mà lại được gặp lãnh đạo cấp phó tỉnh đến dự tang lễ thì sẽ biết ngay người nhà có cảm giác gì những người này có một số người hai huynh muội đều chưa gặp quan lần nào hiển nhiên bọn họ đều là nể mặt dương lăng mà đến vừa nghĩ đến đây mã ngang thực sự cảm kích dương lăng đến rơi nước mắt đối với mã điền nhi thì ngoài vẻ cảm kích trong ánh mắt của nàng nhìn về phía y còn mang thêm vài phần u oán khiến dương lăng cảm thấy khó hiểu tất xuân vốn chỉ định lướt vào rồi ra nhưng vừa trông thấy mã liên nhi thì đã không nỡ bỏ đi Y không ngờ ở cái vùng đất nhỏ này lại có thể gặp được một tiểu mỹ nhân đẹp tuyệt như hoa như ngọc vậy. Nàng tuổi trạc 15-16, duyên dáng thướt tha, thân mặc áo tang, lộ ra dáng vẻ rất đỗi mảnh mai yếu ớt. Dung nhan mỏng mảnh như cánh hoa chấm nở đang đọng giọt sương mai. Thực sự yêu kiểu đến không thể diễn tả bằng lời. Bà của vợ lớn nhỏ của mình cũng có thể xem là giai nhân xứ Giang Nam. Ấy vậy mà không được sáu phần xinh đẹp của nàng ta, đến tận lúc hai huynh muội đến trước mặt vị quan trường phẩm bậc cao nhất này để bái tạ thì tất đô ti mới thu là ánh mắt quyến luyến ngồi ngay ngắn nhận một lễ của bọn họ sau đó đưa tay phải đỡ hở nói hai vị đứng lên đi lệnh tôn vì nước hy sinh tất mẫu rất là tôn trọng đến đây để bái tế cũng là việc nên làm hai huynh muội bái một lại nhưng lại không đứng lên mã ngạc nói tướng quân đại nhân mã ngạc muốn gia nhập quan binh giết thất từ bảo vệ đại minh vì phụ thân báo thù xin đại nhân thành toàn việc này các dân không khỏi do dự một chút nếu như y là binh thuộc doanh thì tùy tiện thu mấy người cũng dễ nhưng quân đội của y lại thuộc biên chế vệ sở lính giới trướng đều là quân hộ tra truyền con nối tuy cũng có kẻ lén lút mạo danh đi lính thay thế nhưng công khai thu nạp trước mặt biết bao nhiêu người như vậy thực sự là rất bất tiện mã liên nhi ngẩng đầu xin tướng quân đại nhân huynh trưởng ta học được một thân võ nghệ làm lính hầu cũng được cầu xin đại nhân có thể cho y cơ hội vì cha tận hiếu vì nước tận trung thấy mi nhân cất giọng êm ái thỉnh cầu xương cốt của tất xuân đã mềm nhũn cả ra cặp mắt tam giác hơi díp lại đầu óc nóng lên y bảo được rồi mau đứng lên đi người đam hiểu võ nghệ lại biết viết lách trước hết đã đến làm thân binh cho ta nhận chức thập trưởng sau này lập được chiến công ta sẽ lại thăng quan cho người mã ngang hết sức mừng rỡ dập đầu bái tạ rồi đứng dậy thập trưởng tuy là chức nhỏ nhưng suy cho cùng vẫn xem như là một quan quân Mã Ngàng vẫn luôn tự trong mình tài giỏi, tự tin rằng dựa vào võ nghệ của bản thân, y chẳng những sẽ có thể thay tra báo thù, mà còn có thể kiếm một chức quan trong quân đội. Thấy huynh trưởng nhà mình đã có lối đi, Mã Liên Nhi cũng mừng cho y. Chỉ là nghĩ đến chuyện huynh trưởng tổng quân rồi, sẽ chờ trọi lại mỗi mình, thâm tâm nàng không khỏi buồn rầu. Chiến sự chưa yên nên Tất Xuân không dám nán lại đâu, ngồi thêm một chốc y liền cáo từ trở về quân doanh, còn căn dặn Mã Ngang Tăng sự xong xuôi hãy đến quân doanh báo danh. Mã đại nhân vết thương chưa khỏi nên cũng không thể ngồi lâu, mà đám quan viên nha huyện đều có sự vụ cần làm, thành thử cũng tuần tự cáo từ rời đi. Đáng lý huy muội nhà họ mã nên túc trực bên linh cữu 7 ngày, sau đó mai táng để cha an nghỉ. Có điều thời đó xem trọng chuyện đáng dụng về cội, nếu như chết ở quê người thường đều để ở quan tài lại những nơi như là chùa triền miếu mạo, chờ khi có dịp sẽ đưa về quê nhà an táng. Một số nhà gia cảnh bần hàn không chịu nổi chi phí vận chuyển đường dài, quan tài thậm chí phải lưu lại hơn chục năm. Sau một hồi bàn bạc, hai huynh muội quyết định gửi quan tài ở chùa phổ độ nơi kê minh đợi sau này mới chuyển về quê hiện tại mã ngang sốt ruột báo thù nóng lòng muốn tổng quân tuy không để tăng theo quy định nhưng cũng xem như là đã tận hiếu đương nhiên sẽ không có ai trách móc nhưng lúc này sắp xếp cho mã liên nhi như thế nào lại trở thành chuyện khó thấy mã ngang đưa mắt về phía mình dưng lăng điền chấn an mã huynh không cần phải lo lắng tiểu thư cứ để lại nơi này là được mã liên nhi lại nhạt liếc y nghi mặt Huynh mùi ta bây giờ không còn quan hệ gì với sở dịch nữa. Ở lại nơi này hắn chẳng phải là danh bất chính ngôn bất thuận sao? Phụ nữ thích nhất là thủ dai, nhất là mấy người đẹp hay được nuông chiều. Dương Lăng chỉ nghĩ nàng vẫn còn giận tên tiểu lại kia cho nên bảo. Vậy có sao đâu, lát nữa để ta đi sắp xếp cho nàng là được. Mã Liên Nhi hách mũi, ta với Huynh không thân thích là chẳng phải là bạn bè gần gũi. Đến lúc đó không chừng sẽ nảy sinh những lời đồn đại ác ý đấy. Mã ngang trừng mắt. Ai dám? Hơn nữa, không hoàng thân thích thì độc còn đúng. Chứ sao lại không bạn bè gì? huynh và dương lão đệ cũng đã xem như là bằng hữu tốt rồi giúp huynh chăm lo mọi thứ một chút thì có sao đâu chứ mã liên nhi dậm chân quay ngoắt đầu không thèm để ý tới tên ngốc đó nữa dương lăng tầm chủ tính cũng cảm thấy mã liên nhi nói có lý vì y chỉ là dịch thừa tạm thời ngay cả gia quyến của y cũng chưa dọn vào sở dịch thừa ở nếu như để thêm một cô nương trẻ tuổi sống ở chỗ này chắc chắn sẽ dẫn đến những lời ong tiếng về. mẫn huyền lệnh vừa nãy trước lúc rời đi khỏi cũng nói cử người đi thông báo cho em trai vợ lão Tốt hơn trước tiên cứ để nàng ở cùng với ấu nương vài hôm, còn mình thì truyền tới ở trong sở dịch thừa, cho đến khi chính thức nhận bổ nhiệm, lúc ấy nhường lại căn nhà nhỏ của mình cho nàng ấy là được. Trong bụng chủ tính như vậy, y nói với mã ngang. Tiểu thư nói cũng có lý, ở lại nơi này đúng là có điều bất tiện. Ta thấy nên mời tiểu thư về nhà ta ở trước. Y vừa nói đến đây, thấy mã ngang miệng hà to như là hà mã đang ngáp, cặp mai liễu của mã lên nhi cũng xích ngược lên, nên liền vội bổ sung. À, trước tiên để bầu bạn với tiền nội, còn ta dọn đến sở dinh thừa ở là được rồi chờ khi thất tử rút lui tiểu tư hãy quyết định đi hay ở cũng không muộn mã ngang vui mừng khôn xiết sắp xếp như vậy còn có gì phải lo lắng chứ mã liền nhi lườm dưng lăng một cái suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì chuyện này coi như đã được giải quyết ngay trong hôm đó thất tử chỉ phái ra một toán lính nhỏ đi do thám quân minh hai phe đều thăm dò thực lực của đối phương bên nào cũng chưa đưa ra quân đội tác chiến chủ lực lúc trời gần tối dương lăng dẫn người giúp huynh muội mã ngang đưa quan tài của mã dịch thừa gửi ở chùa phổ độ mọi chuyện bố trí thỏa đáng xong mã ngang liền đến quân doanh của tất đô thi báo cáo còn dương lăng dẫn mã liên nhi về nhà ấu nương là một phụ nữ rất nhiệt tình lại hết sức đồng cảm với vị đại tiểu thư gặp nạn này nên sau khi nghe nói nàng ta chỉ tái túc vài hôm thì không chần chừ mà đáp ứng luôn mã liên nhi đối xử với y thì lạnh lùng băng giá nhưng khi thấy hẳn ấu nương thì lại trở nên thân thiết thấy vậy dương lăng không khỏi thở phào một hơi Cả ngày nay, thái độ của Mã Liên Nhi đối với y, thậm chí ngay cả lúc cười cũng đều lạnh nhàn giả tạo. Dương Lăng cũng chẳng biết mình đã đắc tội với nàng ta ở chỗ nào. Y thực sự vẫn lo bị thiên kim họ mã này đến nhà rồi, vẫn sẽ giở tính khí như tiểu thư. Y nhịn được, nhưng y không thể chịu được bất kỳ kẻ nào làm ấu nương buồn giận. Ấu nương ít đọc sách, nhưng tính tình tùy mị, thông minh lanh lợi, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mã Liên Nhi từ nhỏ lớn lên ở vùng tắc ngoại, ghét nhất là dáng vẻ làm bộ làm tịch của bọn con gái đọc nhiều thi thư ở trung nguyên nên rất hợp với nàng chỉ một lúc sau hai người đã rất thân thiết nơi sở dịch thừa xuất hiện một bóng người lặng lẽ bước vào trạm gác hỏi tên lính gác cổng dịch thừa đại nhân có ở đây không tên lính gác cổng này vốn là dịch tốt do bị thương lúc ở trên thành cho nên cử động khó khăn sở dịch hiện nay đang thiếu người thế là để cho gã và tên lính gác cổng ban đầu tạm thời hoán đổi nhiệm vụ hắn tưởng kẻ kia tìm dịch thừa tạm thời là dương lăng cho nên vẫn ngồi ở trên đầu giường hỏi À, đại nhân vừa mới ra ngoài người có chuyện gì vừa hỏi hắn vừa dò xét một lượt thì thấy kẻ trên người mặc quần áo tường dân mũ trùm đầu ra chó sụp sát xuống tận lông mày nét mặt đầy mẻ phong xương kẻ đó nghe xong liền lấy từ trong ngực ra một phong thư được dán kín bằng sáp đưa cho hắn bảo ta từ quan ngoại đến còn phải trở về ngay trong đêm nay phiến ngươi chuyển cái này tới cho dịch thừa đại nhân cáo tử tên lính gác cổng gật đầu nhận lấy bao thư người nọ đầy cổng biến vào giữa màn đêm mù mịt tên lính gác cổng nhìn phong thư thấy chỗ phong ấn vẽ một con quái ngư hắn cũng chẳng để tâm ngáp một cái rồi đặt phong thư lên đầu giường hà tham tướng và hai vị giám quân sau khi cùng với người thủ bản địa là giang bá tổng tuần sát ba thành thì đi đến doanh trại của tất xuân tất xuân chỉ là quân dự bị tạm thời do hà tham tướng quản lý cho nên không được thuần phục như bọn tướng lĩnh khác đêm hôm qua trong doanh trại của tất xuân lại náo loạn cả lên nguyên nhân là do thiếu hụt lương thảo Vốn dĩ Hà Tham tướng chỉ quan tâm đến lương thảo cho quân chính quy của mình nên chẳng thèm dòm ngó tới quân của Tất Xuân. Nếu không phải nhờ Dương Dịch Thừa hào hiệp xuất lương, có lẽ đến bây giờ quân của Tất Xuân sẽ vẫn còn ôm bụng đói, nên trong lòng y có vài phần ác cảm. Chính vì vậy khi gặp Hà Tham tướng, y cũng tỏ thái độ lạnh nhạt. Hà Tham tướng cũng chẳng để bụng, sau khi xem xét việc phòng thủ trong doanh xong, đang muốn đi sang doanh của Tôn Đại Trung thì tham mã trong quân doanh đã đuổi tới đại doanh của Tất Xuân. Lúc này y vừa mới rời khỏi lều của Thất Xuân, đã nhận được quân tỉnh cấp báo nên bèn quay về quân doanh rồi thắp đèn, mở quân thư ra xem. Quân thư được gửi tới từ Tổng binh phủ. Xem xong quân tỉnh cấp báo, lập tức Hà Tham tướng đem thư chuyển xuống cho các chư tướng. Về phần mình thì đi tới đi lui trong lều, vẻ mặt không ngừng biến đổi, thân sắc cực kỳ ảo não. Thì ra lần này tiểu vương tử bá nhan mãnh khả của Thát Đát tập trung binh mã các bộ lạc, tổng cộng có hai vạn người, chia nhau quấy phá mười mấy dịch trạm dọc biên giới nhằm cướp lương thực vật tư để bù lại cho những tổn thất do trời đông tuyết lớn đồng thời để có thể qua được mùa đông này một cách yên ổn hy vọng những tài vật cướp được có thể giúp cho các bộ lạc của mình thuận lợi vượt qua mùa đông này do đó trong chiến lược lần này của bọn họ không hề có ý định đánh lâu thật ra từ sau khi minh thành tổ năm lần đánh thắt đát ngõ lạc cho đến tận bây giờ dị tộc ngoài biên ải vẫn chưa hồi phục được nguyên khí vì vậy về căn bản trước mắt vẫn chưa đủ thực lực để công thành cướp trại. Sau khi lời hiệu truyền tới, mấy cánh quân minh đồng loạt xuất phát. Do tuyết lớn lấp đường, nên cánh quân ở Hoài Lai là đội đến sau cùng, ngoài ra còn có hai nhánh quân khác. Trong khi người Thát đát vẫn chưa đánh hạ được trác lộc, thì đại quân phía bắc của tham tướng Thạch Mã Doanh đã đuổi đến. Quân địch khoảng chừng 5.000 người, vừa mới cướp bóc được vài thôn xóm dọc đường thì đã hốt hoảng bỏ chạy, nửa đường lại bị quân của du kích tướng quân Cát Uy chặn đánh, bị tổn thất nặng nề, đại quân còn lại không đến ba ngàn. Do vậy có thể nói nhánh quân phía Bắc vừa mới xuất quân đã chiến thắng giòn giã, lập được công đầu. Tiểu vương tử bán nhan mãnh khả tự mình dẫn một vạn kỵ binh thắt đát, công đánh xích huyệt, đã liên tục chiếm được ba tòa thành nhỏ, tham tướng úy quảng và du kích tướng quân dương gia long ở phía nam, cùng với tướng phòng thủ xích huyện là vương thừa hiến. Ba nhánh đại quân hợp lại số lượng cũng vừa đông tới một vạn. Vì vậy đôi bên giao chiến không phân thắng bại, rơi vào thế giằng co. Nhưng mà dạng sáng ngày hôm nay, đại quân của tiểu vương tử bỗng nhiên chia thành hai nhánh rút lui tham tướng úy quảng dẫn quân liên tục đuổi theo trong đó có một nhánh quân chuồn lên phía bắc nhánh còn lại thì chẳng biết đã trốn đi đâu thư từ tập binh yêu cầu hà tham tướng phối hợp với đại quân hai cánh tả hữu chiếm lại các dịch trạm đã thất thủ đồng thời tìm cơ hội gây tổn thất cho kẻ địch mặc dù tham tướng vĩnh ninh đã thành công bảo vệ được Kê minh nhưng chiến tích đó so với hai vị tướng lĩnh đồng liêu thì vẫn còn kém xa hơn nữa qua tình huống được miêu tả trong thư nắm rõ được ý đồ tác chiến của quân địch y mới hay hôm qua quân tát không hề có viện binh đồng thời cũng chẳng ham chiến vậy mà khi đó y lại không thể chấp lấy thời cơ để lập đại công bây giờ nghĩ lại không khỏi có chút cảm xúc phiền muộn xem xong quân thư sắc mặt của diệp ngựa sự cũng cực kỳ khó coi y sợ bị vặn hỏi cho nên dành mở miệng nói trước quân ta mới đến không rõ tình hình của quân địch thì dùng binh cẩn thận một chút cũng không có gì là không tỏa đáng bây giờ chúng ta đã biết quân địch không có ý đánh lâu vậy thì ngày mai chúng ta nên truy tìm tung tích quân địch chủ động xuất chiến lưu công công cũng gật đầu đồng ý nói hôm nay tuy quân ta không có truy kích nhưng quân thát cũng không biết nội tình của quân ta chưa chắc đã trải xa ngày mai nếu chúng ta tấn công bất ngờ thì việc lập đại công sẽ dễ như trở bàn tay tất xuân suy nghĩ một chút rồi nói tham tướng đại nhân hai vị giám quân đại nhân tỷ chức cho rằng quân thát thành thạo dã chiến hơn chúng ta thêm vào đó hai nhánh quân của trắc lộc và xích huyện đã có hai vị du kích trong tướng quân hợp tác ngoài ra số lượng quân ta lại không chiếm ưu thế so với quân địch mặt khác phía trước lại có nhiều đường núi rất bất lợi cho đại quân truy kích vì vậy tiết chức nghĩ rằng Diệp ngựa sử ngắt lời y bây giờ đã rõ tình hình quân địch cũng chính là lúc thừa thắng truy kích khiến cho thất thử không dám kinh tưởng uy thế của quân minh ta tất tướng quân nói như vậy có phải là nhát gan sợ chiến hay không cặp mắt tam giác của tất Xuất trợn lên hiển nhiên cơn giận đã lên đến cực điểm y hít vào một hơi mặt tím lại không nói lời nào nhưng trong lòng thì lại chửi thầm Lúc ông đây muốn thừa thắng truy kích, mày nói ông tham công liều lĩnh, bây giờ ông không muốn đuổi nữa thì mày lại nói ông nhát gan sợ chiến, đúng là cái bọn văn nhân chó má đáng bị chém đầu. Lúc này Giang Minh nhớ tới trong thư có nói đến trong hai cánh quân trốn chạy ở Sức huyện, có một cánh quân khoảng 5000 người, không biết đã chạy về hướng nào, không khỏi thầm suy nghĩ, nhưng lập tức ý nghĩ đến chuyện quân thát nếu có chạy hẳn cũng chạy về biên giới phía bắc, chẳng có lý do nào mà chạy về hướng đông, đến Hoài Lai tìm chết, cho nên vừa nói đến miệng thì lại nuốt trở vào. Hà tham tướng liếc nhìn Tất Xuân rồi mỉm cười nói. Tất Đô Tì từ phương Nam đến không rõ địa lý, không biết tình hình quân địch nên cũng không thể trách được. Đường núi quả thật khó đi, nhưng chính vì khó cho nên kỵ binh thát đát mới không thể phát huy hết giờ trường được. Thổ gạ của ta đều là người bản địa, nắm rõ địa thế nơi này, ngày mai đại quân khởi hành cứ cho nhận mã chính của ta làm tiên phong là được. Tất Xuân cười nhạt không nói, đây rõ ràng là biết quân thát rút lui, muốn quân chính quy của mình tranh chiếm quân công mà. Hà Tham tướng cũng chẳng để ý tới thần sắc của y, lập tức hâm hở truyền tin triệu tập ngay chủ tướng các lộ đến quân doanh của tất xuân bắt đầu nghiên cứu bàn bạc chuyện xuất binh ngày mai dương lăng trở về sở dịch tạm thời ở tại phòng làm việc thường ngày của mã dịch thừa căn phòng không lớn sảnh ngoài rất nhỏ nhưng phía trên đầu bàn cũng có treo một tấm biển phía sau là một gian nhỏ dùng để nghỉ tạm chiếc giường chiếm đến 2 phần ba không gian bên cạnh giường là một dãy tủ bằng gỗ lê nặng trịch từ khi đến thế giới này đây cũng là lần đầu tiên dương lăng ngủ một mình đêm nay khi bên cạnh không có hẳn ấu nương nằm trống cằm ở đầu giường cùng y dù gì mấy câu chuyện phiếm trong lòng y tự nhiên cảm thấy trống vắng không ngủ được dương lăng cười khổ cô bé này không ngờ lại có sức hấp dẫn đến như vậy vô tình đã chi phối tình cảm của mình khiến cho mình như một thằng bé mới biết yêu phải lo nghĩ thiệt hơn vừa nhớ đến ấu nương y cảm thấy toàn thân ấm áp và dễ chịu trong lòng như thể được giót mật từ sau lần hôn trước tiểu cô nương đó dường như cũng đã nếm được mật ngọt mặc dù không dám chủ động hôn y nhưng mỗi khi ở lên giường cũng không vội vã chu tọt vào trong chăn trùm kín người chỉ thò ra mỗi mái tóc như trước nữa mà lúc nào cũng nằm sấp ở đầu giường chớp đôi mắt to đen láy tròn xoe như quả nho nhìn y cười nhà đầu đó không biết là cô nàng chỉ để lộ vòn vẹn mỗi bờ vai trong chiếc áo ngủ bằng vải thôi thôi vậy mà vẻ yêu kiều thuần khiết non nớt tựa như một đóa hoa bé nhỏ thẹn thùng đó đã ẩn chứa sức hấp dẫn vô hạn rồi ông trời hãy rủ lòng thương Dương Lăng đã cảm thấy mình có thể sẽ biến thành người sói đêm trăng tròn bất cứ lúc nào rồi đây này. Dương Lăng càng lúc càng mất tự tin về khả năng khống chế của mình, Y không biết mình còn đang khăng khăng giữ vững cái gì nữa. Hình bóng xinh đẹp của ấu nương đã chiếm hết cả con tim của y. Nói một cách ích kỷ, tình cảm của y dành cho ấu nương từ sự yêu thương, yêu mến, thương xót lúc ban đầu cho đến yêu thương sâu đậm như hôm nay. Ý niệm vĩ đại sắm vai người dẫn rất hạnh phúc cho nàng, trao nàng và vòng tay kẻ khác sớm đã bị y vứt đi rồi nhưng đối với việc chiếm hữu nàng để cho ống nương hoàn toàn trở thành người của mình y lại càng lúc càng lo sợ hơn chính vì do dự lúc ban đầu y cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian không biết là mình còn sống được bao lâu giống như là một con bạc đánh đến khi trong tay chỉ còn lại một ít vốn cuối cùng thì trở nên lo sợ loại cảm giác lo lắng được mất mãnh liệt này khiến y không dám dễ dàng đặt xuống số tiền cược cuối cùng lắc lắc cái đầu lắc cho tan cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào ấy y thuần tay mở một cái tủ ra sau khi mã dịch thừa chết, số chìa khóa của lão cũng được chuyển giao cho Dương Lăng. Hồi chiều đến chỗ này làm việc, Dương Lăng còn là một chuyện khiến người ta cười. Một dãy bốn cái tủ bên giường được khóa bằng bốn cái khóa đồng lạ lùng khác nhau. Mẫu khóa chia ra làm các loại chó ngựa tôm cá. Dương Lăng phí biết bao sức lực mới mở ra được ổ khóa chó đồng và ngựa đồng, còn cái ổ khóa tôm đồng thì vặn đến cong cả chìa cũng không mở ra được, đành phải xấu hổ gọi một tên tiểu lại và giúp. Tại ra ổ khóa hình con tôm đó không phải là vặn để mở mà là móc ra ngoài, sau cùng là cái ổ khóa con cá theo lời tên tiểu lại đó bởi vì cá ban đêm không nhắm mắt cho nên cho dù khi ngủ mắt vẫn mở thao láo thành thừa dùng ổ khóa con cá ngụ ý là lúc nào cũng phải trông chừng vì thế đây nhất định là chiếc tủ mà đại nhân cất những văn kiện quan trọng nhất chính vì vậy cái ổ khóa này cũng là đặc biệt chìa khóa tra vào khe xong vặn một cái rồi còn phải đẩy vào trong thêm một cái nữa thì mới mở được lúc ấy dương lăng vội chạy đi kiếm con dấu về đóng dấu lên mấy công văn khẩn rồi quay về linh đường tủ vẫn không khóa, nên y bèn thuận tay kéo cửa, mở luôn chiếc tủ cổ khóa con cá bằng đồng kia, thì thấy thư tín bên trong đều đã mở niêm phong, bên cạnh tất cả dấu xi niêm phong đều có một con cá hình thù quái dị. Dương Lăng kéo chiếc bàn nhỏ gần lại, vặn sáng bức đèn của chiếc đèn dầu lên, rồi vội vã soi đèn xem sơ qua một lượt. Chỉ lật vài phong thư, y đã ý thức được đây hẳn là những tin tức tình báo của hệ thống cầm y bệnh những tin tức tình báo này không chỉ dừng lại ở mấy chuyện đời tư thầm kín của đám quan lại mà còn có cả phong tục dân tình thậm chí là cả ruộng đất thu hoạch thời tiết hán đột có thể nói là đủ thứ trên đời không cái gì là không có dương lăng không ngờ được mạng lưới tình báo của cẩm y về lại rộng lớn như vậy không những thế mà định hướng của việc thu thập tình báo cũng không chỉ bó hẹp ở sự trung thành và chính trực của quan lại nếu lợi dụng tốt được mạng lưới tình báo khổng lồ như thế này chắc cả người cầm quyền triều đình nhà minh sẽ có thể trực tiếp nắm vững mọi tình huống ở mọi mặt một cách tỉ mỉ và chân thật nhất. Điều đó hẳn đã có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với việc cai trị quốc gia. Tiếc là hình như chưa bao giờ nghe nói có cẩm ý về nào của Triều Minh làm được chuyện gì tốt cả. Sau một thời gian tiếp tục lục lọi, Dương Lăng lấy ra một phong thư từ nửa tháng trước. Khi đọc thì không khỏi sững người. Trong này nói, mùa đông năm nay bên ngoài biên này tuyết lớn liên biên, vô số trâu dê của rất nhiều bộ lạc bị chết vì lạnh, một số bộ lạc nhỏ đã hết cách sinh tồn. Do vậy, các bộ lạc đã nhiều lần liên lạc với nhau có thể sẽ gây bất lợi cho nhà Minh Dương Lang nghĩ đến phong thư mà không ngớt cười khổ tiếc cho những mật thám phải nhận lệnh liều mạng buôn ba ở nóng khắp nơi ở trên đất khách quê người các loại tin tình báo ở mọi nơi trên toàn quốc đều đã tập trung nơi kinh thành cả rồi những cấp cao của cẩm y vệ sẽ chỉ chú ý tới những thứ mà bọn họ cảm thấy hứng thú phần lớn các tin tình báo còn lại sẽ bị bỏ lên giá cao không ai quan tâm nếu có quan viên đắc lực chú ý đến phần tình báo này từ trước thì có phải người dân ở vùng biên giới đỡ gặp tai họa hơn rồi không cảm khái một hồi lâu dương lăng chợt bật cười khanh khách <cười> mình chẳng qua chỉ là một tên dịch thừa nhỏ nhoi lại ở đây thở ngắn than dài lo cho nước cho dân như thế có thể ảnh hưởng gì đến cái đế quốc khổng lồ này cơ chứ thay vì theo đuổi những thứ xa vời không bằng mình cứ tập trung làm những việc thiết thực chăm sóc cho người mình yêu thật tốt cố làm tròn bổn phận của mình là được rồi vòng quanh của lịch sử bản thân mình có thể đầy cho chuyển động sao sáng sớm hôm sau tuyết lớn lại rơi dương lăng khép sát hai tay áo lại đứng ở ngoài hành lang thưởng thức tuyết bay đầy trời tuyết thời đó trắng hơn những đời sau này bông tuyết cũng rất to tung bay ngay trước mắt trong suốt long lanh dương lăng đưa một tay ra đón lấy vài bông tuyết rơi xuống bông tuyết vừa chạm vào tay thì liền tan ra nhanh đến mức không kịp nhìn thấy vẻ mỹ lệ của nó dương lăng thở dài tiếc nuối vừa mới phẩy nước tuyết động trên lòng bàn tay thì một giọng nói yêu kiều trong trẻo vang lên từ cuối hành lang tướng công nghe tiếng gọi dương lăng ngoái đầu lại nhìn thấy hà đấu nương và mã liên nhi mỗi người cầm một chiếc ô quyền chuyển nhẹ nhàng băng qua khoảng sân về phía y mã liên nhi khoác một chiếc áo lông kiều xinh đẹp như tranh vẽ chứ không phải người trần mắt thịt hà đấu nương thấp hơn mã liên nhi một chút nàng mặc máy kẻ ô màu lam khoác bì rát màu hồng nhạt tuy không động lẫy như người bên cạnh nhưng sở hữu khuôn mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng giống như một cô bé lắng giềng xinh đẹp nàng xách một chiếc giỏ phủ vải bố màu xanh lam ô tre lệch sang hướng đó nửa thân còn lại bám đầy tuyết rơi dương lăng liền chậm rãi bước xuống thềm trước tiên gật đầu chào mã liên nhi sau đó bước tới đón lấy chiếc giò trong tay ấu nương rồi kéo nàng vào dưới mái hiên y vừa phổi bông tuyết trên vai và trán dùng nàng vừa hỏi tuyết lớn thế này mới sáng sớm nàng đến làm gì hà nấu nương gấp ô lại và hơi lên ngón tay đã ửng đỏ vì lạnh chiếc mũi nhỏ nhắn nhíu lại như sóng gợn mặt hồ mùa xuân cười ngọt ngào nói để đưa cơm nước cho tướng công mà thiếp còn luộc hai quả trứng gà đó tứ công vất vả việc công không thể đầy bụng đói được dương lăng trách nàng đó ta đã ở sở dịch thừa rồi còn nó bị đói ngay sao đoàn y kéo ấu nương quay đầu nói với mã liên nhi mã tiểu thư mau vào trong nhà đi dưới hên có gió lùa cẩn thận kẻo chúng phong hàn đấy mã ngang tổng quân muốn truyền từ dân tịch thành quân tịch bắt buộc phải đến nga huyện đăng ký hôm nay tuyết lớn mà liên nhi định hôm khác hạng đi nhưng thì ấu nương muốn ra khỏi nhà liền đi cùng rồi rẽ vào sở dịch thừa trước Lúc này nhìn người ta có đôi có cặp, tình đồng ý ngọt, Mã Liên Nhi cảm thấy có chút cảm khái trong lòng, nàng dỡ mũ xuống, vén mái tóc đen tuyền xuân mượt và mềm mại hơn cả tấm vải sa tanh ra đằng sau, dậm chân rũ tuyết đọc trên ủng, rồi im lặng bước vào trong nhà. Dương Lăng hối hả ăn cho xong bữa, vừa buông đũa thì tên ninh khắc cổng liền khập khà khập cảnh bước vào, thấy phu nhân của vị dịch thừa mới nhậm chức và con gái của người tiền nhiệm đều ở trong phòng, y không dám nán lại lâu, vội lấy phong thư nhận được đêm hôm qua ra giao cho dương lăng kèm theo một nụ cười nói à đại nhân đây là thư đưa đến đêm qua người mang thư bảo rằng nhất định phải giao cho đại nhân dương lăng không biết ai lại viết thư cho y bèn cầm lấy phong thư bóc chỗ rán nhận ra bên cạnh dấu si niêm phong ở mặt sau lại có một hình vẽ quái ngư y không phải giật thoát mình là mật hàm của cẩm y vệ sao những mật hàm mình xem hôm qua đều đã mở sẵn cho nên không có gì phải sợ nhưng mình không phải là người của cẩm y vệ bây giờ lại tùy tiện mở mật thư của họ ra xem À, mong sao đừng xảy ra chuyện gì. Thư đã mở, lúc này lo nghĩ này nọ cũng vô ích. Y rút bức thư ra, chỉ hy vọng nội dung là mấy chuyện vặt vãnh nào đó. Vậy cho dù bị người ta biết được, có lẽ cũng không có gì to tát lắm. Cẩn thận đọc qua thư một lượt, Dương Lăng liền cảm thấy yên tâm. Trong thư không hề đề cập đến chuyện cơ mật nào, ngược lại nó còn mang đến một chuyện vui có thể công khai. Y vội cất thư vào hưng phấn nói. Hóa ra tên thủ lĩnh phe địch mẫn đại nhân chém chết đêm trước là vương tử tát đát. Lần này mẫn đại nhân lập được đại công rồi. Y phấn khởi vỗ tay nói tiếp, giờ ta phải đi báo cho đại nhân một tiếng. Ấu nương, nàng và mắt tiểu thư hãy chờ đây nhé, đợi cho ngất tuyết rồi hắn về nhà. Hà Nỗ nương ngoan ngoãn gật đầu, Dương Lăng vội vã bước ra ngoài, mà lên nhì nhớ tới một chuyện đột nhiên nói. Dương Huynh, ta đi cùng Huynh, hôm qua anh trai ta phải đi gấp, ta muốn đi giúp anh ấy thay đổi dân tịch. Dương Lăng đương nhiên là không thể khước từ, lập tức kêu người của sở dịch thừa dẫn thêm một con ngựa nữa tới. Hai người phi thẳng đến nha huyện. Mẫn Huyền lệnh đang nằm trên giường cho lang trùng thay thuốc, nghe xong tin tức dương lăng băng đến lão há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét chọn một quả trứng vào ngẩn ra hồi lâu lão đòi kiểm tra lại nội dung thư mới lượt rồi như mụ gà mái già đẻ trứng lão cất tiếng cười khục 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 lão vốn lo rằng cười lớn sẽ động vào vết thương cho nên mới nén cười như thế ai dè càng khiến cho cơ thể run lên bần bật dương lăng thấy lão cười nhưng phải khổ sở như vậy bản thân cũng cảm thấy khá là khôi hài hóa ra lộ mãng cũng có cho tốt của nó có ai biết lão già này chỉ tiền tay vung đao đã hái được công lao to lớn như vậy chứ? Đang vui vẻ bỗng nhiên nụ cười trên mặt của mẫn đại nhân tắt ngúm. Lão nghi ngợi một chút rồi biến sắc nói. Không hay. Con trường của bá nhàn mãnh khả là một gã tàn phế. Nghe nói hắn rất xem trọng nhị vương húc liệt bột tề này. Hôm nay con hắn đã bị ta giết chết. Đại quân thắt đát lại dễ dàng rút lui như vậy. Thực sự khả nghi. Khi nãy có thông báo, sáng sớm hôm nay quân ta đã dỡ liệu truy tìm tung tích của địch nếu như bá nhan mãnh khả dẫn đại quân đến báo thù cho con trai mình vậy sẽ cực kỳ không ổn phải lập tức cho hà tham tướng biết chuyện này mới được dương sư gia người hãy mau đuổi theo hà tham tướng đem tin tức này báo cho y dương lăng nghe xong biết được sự tình khẩn cấp vội vàng vâng dạ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài lúc này mã liên nhi đã đổi dân tịch đang chờ y ở phòng bên tiền sảnh thấy dương lăng gấp gáp leo lên ngựa hơn nữa lại có vẻ cấp bách nàng cũng vội vàng rất ngựa theo hỏi dương huynh có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy dương lăng cao giọng đáp sáng nay đại quân đã dỡ lều đi truy kích thất tử kẻ mà vẫn huyệt lệnh chém chết hôm trước không ngờ đại là vương thử tát đắt chỉ e quân tát đắt lui binh chưa hẳn đã là thật nếu như bọn chúng mang lòng báo thù sợ rằng sẽ lấy lùi làm tiến âm thầm mai phục tôi phải đuổi theo hạ tham tướng đem tin này báo cho ngài biết nói đoạn dương lăng liền cưỡi ngựa phóng thẳng ra phía nam thành mã liên nhi phóng lên yên quay ngựa tại chỗ mấy vòng nàng nhớ đến ca ca của mình cũng đang ở trong đại quân nếu thực sự có quân thắt đắt mai phục liệu có thể sống sót trong đám loạn quân hay không rốt cuộc nàng không yên lòng bụt roi ngựa đuổi theo dương lăng đại bản doanh bên ngoài thành lúc này chỉ còn một ít binh lính già yếu trông coi dương lăng hỏi ra mới biết đại quân đã xuất phát được một canh giờ lòng như lửa đốt y lập tức đuổi theo bằng con đường vốn đã bị đoàn ngựa và xe của đại quân cải nát có điều mặt đường ngoại thành không được bằng phẳng thanh thang như đường xá nội thành dương lăng lại mới học cưỡi ngựa tay cầm cương trong khi miệng thở hồng học vì căng thẳng coi bộ còn mệt hơn cả con ngựa y đang cưỡi đi được hơn một dặm y chợt nghe thấy có tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau quay đầu lại thì thấy mã liên nhi cũng đang thúc ngựa phi nhanh tới chiếc áo khoác lông kiều của nàng không biết đã cởi ra từ khi nào lộ ra một bộ đồ màu xanh biếc thân trên khoác chiếc áo da cáo dáng vẻ đẹp mê hồn động tác phóng ngựa phi nước đại càng thêm yêu mỹ vô song khi ngựa của nàng phi đến bên cạnh dương lăng vội nói liên nhi tiểu thư sao cô lại đến đây uh, cũng tốt cô giỏi cưỡi ngựa hãy mau đuổi theo đại quân bảo họ ngừng truy bắt để đề phòng bất chắc mã liên nhi khẽ câu mải đáp việc hành quân của quân đội há là để một phụ nữ như ta xem bảo sao huynh có mang theo bức mật thư đó không dương lăng vỗ trán tốt thôi chết tôi để quên nó ở chỗ mẫn đại nhân rồi Nghe xong mã liên nhi lại nhạt hứ một tiếng đột nhiên đưa tay ấn xuống lưng ngựa eo nàng ưỡn lên nhún người đứng thẳng lên trên lưng ngựa ngựa vẫn đang phóng băng băng phải khen thuật cưỡi ngựa của cô quả thật rất cao nàng nói với dương lăng thả dây cương ra để ta xử lý dương lăng ngỡ ngàng buông dây cương không hiểu nàng sẽ điều khiển như thế nào chỉ thấy hai thất ngựa sóng đôi mã liên nhi nhún người nhảy lên nhanh nhàng khéo léo đáp xuống trước người dương lăng để giày thúc về phía sau ra lệnh nhưng mà đạp ngựa cho ta dương lăng rút hai chân ra khỏi bàn đạp chỉ cảm thấy thân thể tranh vênh vội cuống cuồng ôm lấy chiếc eo thon của mã liên nhi đột nhiên bị đàn ông ôm eo mặc dù sớm đã có chuẩn bị song mã liên nhi vẫn thoáng sững người cơ bụng căng cứng lại nàng hít sâu một hơi cố làm ra vẻ tự nhiên cầm dây cương lên nói ôm chặt ta vào ta sẽ đưa huynh đi gặp hà tam tướng mã liên nhi vốn lớn lên tại vùng biên thủy tài cưỡi ngựa rất cao hiện giờ cơ thể cả hai lại rất nhẹ cộng lại còn chưa bằng một giáp sĩ hai người bốn ngựa chở đôi chẳng những không hề ảnh hưởng đến tốc độ ngược lại giới kỹ thuật cao siêu của nàng ngựa phi càng nhanh càng vững lúc này đại quân của hà tham Tương đã tiến vào ngọa hồ sơn thám tử được phái đi tối qua sáng nay đã mang tin trở về quân thát đã vơ vét sạch trâu dê xe ngựa của nhị thế bán và ngũ lý phố rồi phái người vận chuyển về bên ngoại. nhưng địch quân vẫn chưa rút lui sau khi thất bại ở kê minh bọn chúng rút lui về thủ ở du mộc đồn phân ra nhiều tốp lính nhỏ cướp bóc ở những thôn trấn lân cận nhận được tin báo chuẩn xác hà tham tướng vui mừng khôn xiết dù gì phía trước chỉ có một con đường độc đạo dẫn đến kê minh y không sợ bị đối phương mai phục nên mới dốc toàn bộ năm đại đội mạo hiểm vượt tuyết đuổi theo muốn giáng cho quân thát một cuộc tập kích bất ngờ dựa theo lời của diệp ngự sử nhờ một trận tuyết lớn quân thát tuyệt đối không đoán được quân ta sẽ bất ngờ tấn công năm xưa lý tố nhân đêm tuyết mịt mù tiến vào thái châu lập được chiến công lẫy lừng lần này y đột kích diệt sạch địch quân cũng có thể được lưu danh sử sách sánh kịp cổ nhân đại quân đã đi được 6 dặm đang tiến vào hồ lô cốc sơn cốc này hai bên mách là núi cao kéo dài chính giữa tạo thành một sơn cốc hình hồ lô hà tam tướng tuy nóng lòng lập công nhưng cũng không phải là một tướng lĩnh non nớt vẫn chưa bị công danh lợi lộc làm cho u mê lập tức ra lệnh cho đại quân tạm thời dừng lại phái tam mã dò xét phía trước diệp Ngự sử thấy hà tam tướng không thúc quân tiến tới liền dục ngựa lên chỉ do về sơn cốc phía trước nói đại nhân Hẻm nối phía trước sơn núi hai mặt không dốc hai bên cách đỉnh núi tới mấy trăm trượng trên núi lại không gì che lấp căn bản không thể giấu phục binh nếu như quân thắt đặt mai phục trên đỉnh núi với khoảng cách xa như vậy cung tên kiếm kích sẽ không thể uy hiếp được đại quân ta có cái dốc thoai thoải dài mấy trăm trượng này cây và đá cũng khó mà phát huy được tác dụng đại nhân trở nên lo lắng liễu công công ở trong kiệu nhoài người ra quan sát xung quanh rồi nói Ừm, um, tuy là tôi đây không biết việc binh nhưng thấy trên ngọn núi này thủ đổi quá quả thật không thể giống người hai bên có dãy núi bao quanh quân thắt hoàn toàn không có khả năng đánh phủ đầu hay tập hậu chúng ta và lại số lượng quân thắt kém hơn chúng ta sao có thể lấy ít trọi nhiều chứ chúng ta có thể tuyệt đối yên tâm tiến về phía trước đấy hà thăm tướng mỉm cười nói <cười> hai vị giám quân nói chí phải bốn tướng chẳng qua lo sân cốc này chật hẹp quân ta phải truyền đội hình thành một hàng dài trước và sau không phối hợp tốt được lỡ như quân thắt bố trí mai phục ở phía trước binh mã ở phía sau sẽ có bể chi viện thành ra không thể phát huy ưu thế về quân số tất sẽ chịu nhiều thương vong hơn tạm thời cứ chờ thăm thính rõ ràng tình hình quân địch rồi hãy quyết định cũng không muộn qua độ nửa giờ bốn tay tham mã lần lượt trở về báo rằng phía trước không tới địch quân trên lớp tuyết trong sân cấp cũng không thấy dấu vết do ngựa xe dẫm lên nên biết hiện giờ tuy tuyết rơi dày nhưng nếu có đại đội nhân mã hành quân cũng không thể nào che giấu hết mọi vết tích như vậy hà tham tướng nghe xong liền cảm thấy yên tâm lập tức truyền quân lệnh xuống yêu cầu toàn quân trước sau gia tăng tốc độ nhanh chóng vượt qua sân cấp nhằm hướng du mộc đồn thẳng tiến năm ngàn binh lính tuân theo hiệu lệnh liên tiếp tục lên đường đội ngũ trùng trùng điệp điệp giống như một con rồng dài trong dãy núi tuyết hạ đô ti hạ sĩ kiệt dẫn quân chủ lực đi đầu vừa vượt qua đoạn cuối của hồ lô cấp ngay khi sắp sửa ra khỏi sân cấp đột nhiên cờ cấp phía trước vang lên tiếng chống trận tùng 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 như sấm nổ cơ xí phất lên dập trời cùng lúc này hai bên sườn núi nổi lên vô số tiếng gõ mõ trong khoảnh khắc sườn núi hiện ra vô số bóng người loạn tiễn bắn xuống như mưa đuôi tên dập trời trông dày đặc như một trận bão tuyết Bọn giặc thoát đứng ở trên ca bắn ra một trận mưa tên dày đặc khiến cho quân Minh tử thương rất nhiều. Cũng may đội quân của Hà Thăm tướng rất dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Sau một hồi hoảng loạn liền nghe theo mệnh lệnh lập ra xa trận, đưa chiến xa ra hai bên dựng thành các bách chắn giống như một thành lưỡi nhân tạo. Những quân lính cầm khiên ca bằng thân người cũng kết hợp với nhau ghép thành những tấm lá chắn bảo vệ hai cánh. Cho đến khi đội hình phòng ngự được lập xong, quân Minh 10 phần đã chết mất một phần. Diệp ngựa sự vừa băng nhảy xuống ngựa, chui vào xe của Lưu Công Công run rộng nhìn xung quanh trống không thế này thất tự từ đầu trừ ra thế trên nóc và hai bên thành xe đều được làm từ gỗ dày vốn không sợ tên bắn thùng, nhưng nghe tiếng tên cắm vào thân xe không ngừng vang lên diệp ngựa sử không khỏi lo sợ trong lòng lưu công công vốn là thái giám nhưng lá gan lại to hơn diệp ngựa sử khá nhiều tuy nhiên cũng không tránh khỏi việc cơ mặt giật giật đa phần do sự căng thẳng tột độ khi lần đầu tiên phải trải qua cảnh chiến tranh khốc liệt như thế này hai bên vách núi bằng phẳng trụi lùi một lớp tuyết trắng xóa phủ dài từ chân đến đỉnh căn bản không phù hợp để giấu phục binh nhưng lúc này trên sườn núi bọn thắt đát lại mặc đồ thứ trang phục chạy qua chạy lại bán tên làm địa hình xáo trộn lên nhờ đó quân minh mới hiểu ra được điều bí mật phía sau đợt phục kích vốn trên hai sườn núi mỗi bên có xây một dãy tường cao hơn nửa thân người vách tường đâm xéo lên trên lại được thiên nhiên ngụy trang bằng một lớp tuyết dày theo góc nhìn từ dưới lên quân minh chỉ thấy một vách núi thẳng tắp kéo dài lên tận đỉnh người sống tại vùng thảo nguyên và sa mạc di chuyển theo nguồn nước sinh sống theo lối du mục từ lâu đã phát minh ra một cách dựng thành trì đơn giản trong những cơn gió lạnh ào ào của mùa đông họ dùng cò và những cành cây khô đặt quanh khu lều trại sau đó dưới nước lạnh lên cho đông thành một bức tường chắn gió rét bọn giặc thát nhân ban đêm đã âm thầm đào hố đun nước rồi dùng các dụng cụ có sẵn để xây hai bức tường thành trên hai vách núi chỉ mất chưa tới một đêm đã xong bá nhan mãnh khả biết tin quý tử chết thảm liền lập tức hạ lệnh rút lui hắn dẫn quân đi suốt ngày đêm tới du mộc Chân. Chân là một ngọn núi nhỏ sau khi hợp quân với bác đạt nhĩ mô binh lực đã vượt qua quân minh nên hắn mới dám bỏ ngựa chuyển thành bộ binh giao chiến với quân của hà tham tướng hiện giờ quân minh ở trác lộc và huyện xích đã tạo thế gọng kìm vây chặt từ hai bên cánh bá nhan mãnh khả dùng kế này mục đích dồn sức đánh một trận diệt hết quân minh ở hoài lai báo thù cho con sau đó tiếp tục lui quân hà tham tướng ổn định lại hàng ngũ một chút rồi lập tức hô lớn vật cờ hiệu ra lệnh cho hạ sĩ kiệt cố thủ phía trước vương thừa hiến đem quân tấn công hai bên sườn nhất định phải phá được một khe hở lệnh cho tôn đại trung tất xuân truyền hậu đội thành tiền đội nhanh chóng lui về sau trịnh nhất ngạc chỉ huy trung quân vương thừa hiến ra lệnh cho cung thủ bắn tên kiểm chế quân địch ở hai cánh tự mình dẫn lính cầm đao khiên và giáo dài công phá hai sườn núi để đại quân có thời gian rút lui đại tướng bắc đạt nhĩ mô đang chỉ huy quân thát mắt nghe thấy phe địch nhanh chóng ổn định thế trận giờ đã bắt đầu phản công hắn lập tức hạ lệnh bắn chết tên vẫy cờ hiệu trong quân minh giết chết trên mã không được để chúng thiết lập đội hình mệnh lệnh vừa phát ra một làn mưa tên đã được chốt xuống tên lính với cờ hiệu bị tên cắm như con nhím chết ngay tại chỗ đồng thời có vô số chiến mã tụ thương đau đớn hí lên chạy loạn xạ trong sân cốc quân minh bị chính ngựa của mình giày xéo thế trận lập tức đại loạn không cách nào phản công được vương đồ tì bất chấp mưa tên cố gắng dẫn nhân mã của mình tấn công phách núi bên phải chỗ này vốn không cao lắm nếu không chế được điểm chiến lược này quân minh có thể bố trí cung thủ áp chế ngược lại bọn thát tử có khả năng lập tức ổn định lại được tình hình nếu không đại quân co cụm trong sân cốc đành bó tay chờ chết hắn tự mình cầm đao ứng chiến quân minh khắp nơi như là con thú bị vây khốn liều mạng phát động hàng loạt các đợt tấn công trên sườn núi từng thi thể ngã xuống không ai kịp khóc thương cho người chết thậm chí chẳng ai buồn chú ý người ngã dưới chân mình là ai trên chiến trường khốc liệt này cái chết đã trở thành chuyện cơm bữa cho dù người có tình cảm đến đâu cũng trở thành trai lì như gỗ đá dưới sự chỉ huy của các thập trường và tiên trường quân mình lũ lượt sông lên dẫm đạp thi thể các đồng đội để tìm lấy cơ hội sống còn bọn thất tử trên sườn núi với lợi thế địa hình và tiến thuật siêu việt mỗi mũi tên bắn ra đều chí mạng diệp ngựa sử nấp trong xe run rẩy thét hà đại nhân hà đại nhân chặt thắt đã sớm đặt mai phục mau rút lui đi thôi hà tham tướng cầm cây nhạn đinh đao mặt mày xanh đài đáp ta đã phái người thông báo cho tất xuân rồi hẻm núi này chật trội không thích hợp cho quân ta tập kết nên hậu quân không chịu lui chúng ta không cách nào xông ra được diệp ngựa sử tức giận nói đại quân chúng mai phục trong khi tất xuân còn chưa có đồng tính gì bọn ta sắp chết giáo đến nơi rồi ta thề sẽ tố cáo hắn cái tội lầm lỡ cơ hội giết giặc hà đại nhân ta phải đến hậu trần đốc chiến hà tam tướng năng bận chỉ huy đại quân dĩ nhiên không có kiên nhẫn nghe họ diệp lại nhài lão nghe thấy hắn bảo muốn đi đến chỗ tất xuân tránh được chuyện y hoa tay mốt chân làm dối chuyện ở đây bèn lập tức lệnh cho hai mươi lính cầm khiên hộ tống hắn và lưu công công rời đi một tư sinh một thái giám hai vị chỉ huy tối cao lập tức lảo đảo chạy về phía hậu doanh sơn cốc dưới núi ngoại hồ này có hình như trái hồ đô miệng cốc hướng về phía trạm cây minh đại quân của tất xuân vừa tiến vào cốc dương lăng và mã Lên nhi đã thúc ngựa đuổi kịp nghe dương lăng kể lại tình hình tất xuân cũng nhận ra chuyện này đã trở nên quá nghiêm trọng vừa định dẫn đi đi gặp hà tham tướng thì gặp giặc thát đã phát động thế công được một làn mưa tên điểm trợ giặc thát từ chỗ ẩn nấp trên sườn núi tràn xuống miệng cốc cắt đứt đường chi lui của quân minh cửa cốc vốn chật hẹp chỉ cần mấy chục cung thủ không ngừng bắn tên cho dù thiên quân vạn mã cũng đừng mong sông ra nổi quân thát ở sân cốc chỉ muốn ngăn cản quân minh thoát ra nên không công kích mà chỉ lo canh giữ chỗ quan trọng này mỗi tên giặc thát mang trên lưng ít nhất là bốn ống tên trong khi nam quân của tất xuân chủ lực là đao thuẫn thủ và hỏa thương thủ căn bản không cách nào chống lại được bọn giặc thát dũng mãnh thiện chiến lấy một địch mười lại chiến lược địa điểm chiến lược này chỉ trong phút chốc ngoài cốc đã la liệt trên trăm thi thể của quân minh Mã Lên nhi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi khốc liệt thế này sắc mặt lên trắng bạch còn dương lăng từng trải qua trận chiến thủ thành tâm lý đã có sức chịu đựng nhất định ý kéo nàng nấp vào giữa hai thùng xe nhờ thế mới tránh khỏi tên may đạn lạc đoàn phản công của quân minh đã lập tức bị công tiến của giặc thát cản lại từng thi thể gộp xuống giữa miệng tốc chật hẹp quân minh vừa phải tranh đoạt lối thoát duy nhất với đối phương vừa phải ứng phó với mưa tên ào ào từ phía trên nên thương vong không ngừng gia tăng dương lăng chú ý thấy phe mình đã hết sức hỗn loạn căn bản không thể tạo ra sự uy hiếp lên phe địch phải công nhận tướng chỉ huy của quân minh vô cùng dũng cảm ai cũng đều liều mình xông pha nơi tiền trận nhưng tóm lại là mấy gã đó chỉ biết khoe khoang cái dũng mãnh cá nhân tuyệt đối không biết bài binh mốt trận nó một cách hiệu quả Nói thẳng ra, nếu để bọn họ ở nơi đất bằng, nghe theo chỉ huy của cấp trên để lập trận thì còn mong ra dáng vẻ một chút. Nhưng một khi phát sinh hỗn chiến như vậy, mệnh lệnh của thượng cấp không thể bao quát toàn quân. Đám quan quân cấp thấp vô học kia chỉ biết dấn thân lên trước, quân lính vùng đào đốc chiến, không hề biết cách phối hợp các loại binh chủng sao cho hiệu quả. Dương Lăng thấy tình hình của đại quân như vậy, lưng đền đã đẫm mồ hôi. Mẹ Lê Nhi lại đang lo lắng cho sự an nguy của anh mình, nhưng khi nhìn thấy hắn đứng làm tùy tùng cho tất đô ti, nàng mới yên tâm được chính vào lúc này diệp ngựa sử và lưu công công nhách nhác chạy tới diệp ngựa sử đang muốn trách móc tất đô ti về việc không phá nổi vòng vây bỗng nhìn thấy một cô gái mặc áo màu lục đứng gần đó tưởng rằng tất đô ti còn mang theo gia quyến đi hành quân trong lòng không khỏi nổi cơn đại nộ tất đô ti thấy giặc thát trong cốc dựa vào địa thế hiểm yếu để phòng thủ phe ta khó có thể công phá nhanh chóng ý định ra lệnh chuyển sang tấn công quân địch trên rượt núi rồi từ trên dùng uy lực của súng ống áp chế bọn giặc thát ở cửa sơn cốc nhưng theo suy nghĩ của diệp ngựa sử và lưu công công nhất định phải đánh phá tan cửa sân cốc mới có đường sống nếu chờ cho tất xuân tấn công lên sườn núi rồi mới quay lại chiếm cửa cốc thì sợ lúc đó toàn quân đã bị tiêu diệt sạch rồi hai người bèn thống nhất lấy tân phận giám quân lệnh cho tất đô ti bằng bất cứ giá nào cũng phải mở được một lối ra tất đô ti đành hậm hực hạ lệnh thôi tấn công sang hai bên chỉ lo điều động binh lực ra sức công kích cửa cốc hắn giận tới mức mặt vòng gân xanh ra lệnh kỳ bà tổng lưu bà tổng tập trung hỏa lực vào cửa cấp chỉ được tiến không được phép lùi nhất định phải mở ra một con đường máu hắn lại quát bảo đội trưởng của đội thân binh quan thủ anh ra trước trận đốc tiến một người lui chém một người toàn đội quân lui thì chém đội trưởng đội trưởng hy sinh mà toàn đội lui giết sạch không cần bàn quân lệnh như sơn hai vị bà tổng cũng biết đây là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đành phải hạ lệnh cho quân mình đội mưa tên toàn lực đánh về hướng cửa cấp phía trước tên bắn như dập trời sơn núi hai bên núi tuy có hỏa lực của quân minh áp chế những tên vẫn bắn vào công ngớt rất nhiều binh sĩ mới vừa xông ra ngoài đã bị tên ghim đầy người máu nhuộm lênh láng hòa thương thủ xông đến vừa tầm ngắm liền bắn ra một loạt tuy cũng giết chết rất nhiều quân thát nhưng đao tuấn thủ phía sau chậm chạp không xông lên kịp thành ra giặc thát có dịp bắn trả một lượt một lần nữa phong tỏa cửa sân cốc dương lang nhìn sang cỗ xe nặng trịch nằm dưới đất lại liếc thấy một xác ngựa trên đất liền nghĩ ra một biện pháp lập tức la lớn ta đại nhân điều khiển ngựa làm kiên tịch đại quân đi sau ngựa chắc chắn có thể mở ra một đường sống Lưu Công Công và Diệp Ngựa Sử nghe được vô cùng mừng rỡ, lập tức ra lệnh cho Tất Xuân làm theo. Phải biết bây giờ trên mã có giá tới gần 400 quan một con, trong khi con mình trước nay lại khan hiếm trên mã, cho nên tướng sĩ chưa từng nghĩ tới chuyện dùng trên mã làm lá chắn. Nhưng lúc này đại quân đang lâm nguy, làm sao lo cho ngựa được nữa, họ lập tức tập trung những chiến mã còn lại ra trước trận, được đại khái hơn 40 con. Hỏa thương thủ lên lấy thuốc súng rắc lên đôi ngựa, sau đó châm lửa đốt. Trên mã bị cây nóng làm đau, tức thì hí lên điên cuồng, phi nước đại về phía trước. Hất lâm đà đạt, đạt đang dẫn quân giữ cửa cốc bỗng thấy mấy chục con ngựa đang điên cuồng phi nước đại tới. Tiếng vó ngựa vang rền, bèn kinh hoàng ra lệnh cho quân sĩ bắn tên. Một loạt tên bắn ra, nhưng sinh lực của con ngựa dốc sao cũng mạnh hơn con người, nên chỉ có vài con hí thảm ngã xuống, còn đại đa số vẫn mang tên mà chạy, phá tan đội hình của giặc thát, điên loạn chạy ra khỏi cốc. Có mấy tên lính thát không kịp lui, liền bị ngựa dày xéo nát bét như cám, đến mức la cũng không kịp. Nhân cơ hội này, Tất Đô Ti chỉ huy đại quân, đội mưa tên xông thẳng ra ngoài. Hất Lâm Đà Đạt lập tức dẫn hơn 400 tên đặc thát còn lại đón đánh. Cửa sân cốc bốn chật hẹp, chỉ cần khoảng 200 người đã bị bịt kín hoàn toàn, hai phe trộn lẫn vào nhau đánh giáp lá cà. Quân Minh được thôi thúc bởi ý chí cầu sinh cực lớn, thế nên dù không ai đánh chống trận hay phát lệnh trung phòng, nhưng mọi người vẫn không có cách nào dừng chân lại được. Bởi lẽ người trước chỉ hơi dừng lại một chút là lập tức bị người phía sau đầy phải tiếp tục chạy lên hết lớp này đến lớp khác tựa như sóng biển lớp sau đè lớp trước bọn giặc thắt chắn ở cửa sân cốc giống như tảng đá ngầm trong cơn sóng lớn đào bén hung hãn cắt lên thân thể quân mình làn sóng đang tràn tới kia bắn tung bọt nước những bọt nước màu đỏ tươi ở trên sườn núi các cung thủ của giặc thắt đã không còn cách nào áp chế được quân Minh, bởi vì lúc này người của hai phe đã chen lẫn vào nhau mắc kẹt ở cửa sân cốc đang liều chết đánh sắp lá cà bọn chúng chỉ còn cách quàng cung tên xuống cầm lấy đao thương từ chỗ nấp hai bên sườn núi xông xuống chém giết giữa đám quân mình lên đó, dưới sự chỉ huy của các tướng tá, những binh sĩ vốn chỉ có thể chen trúc phía sau bị động chịu đòn đã bắt đầu xông ngược lên trên sườn núi, thọc sâu, chém giết về phía sau. Một chỗ hở được mở ra, tựa như dãy domino bị ngã, cả vòng bay hoàn mỹ liền mất đi tác dụng, khiến giặc thát chỉ đành lao xuống chém giết. Trên hai khoảnh đất bằng phẳng hình bán nguyệt của hồ lô cấp, đồng thời diễn ra cuộc chiến sắp lá cà, mà nơi hai đường mòn sân cốc chật hẹp thì người trên người, người lớn người, ai ai cũng muốn cuồng chân chạy nhanh về phía núi ra nhưng đều bị dòng người cuốn lấy lôi chậm chậm mà hung hãn về phía trước gần như chân không chạm đất mùi máu tanh lan trong không khí lạnh lẽo tuyết lớn vẫn tung bay tiếng kim loại ma sát làm người ta cảm thấy ghê răng tiếng kim loại đâm vào thịt khiến người ta cảm thấy run rẩy hai âm thanh ấy cứ thay nhau vang lên máu thịt trong mưa tuyết tạo thành một bức tranh đẹp đến thê lương phía sau người lúc nhúc nhưng các binh sĩ có thể chiến đấu ở phía trước lại không quá trăm người cả hai bên người phía trước vừa tử thương thì lập tức có người phía sau hăng hái xông lên thế chỗ nơi quân hai bên giao chiến dần dần bị xác người và máu tươi chồng chất lên nhau thành một đường ranh giới trong đám thi thể trên mặt đất liên tục có những binh sĩ ôm nhau vật lộn những người xông lên tiếp theo căn bản không có thời gian phân biệt địch ta cũng chẳng hở chút thời gian để giúp đỡ nên cứ thế đạp lên thân thể và máu tươi của họ và lúc ấy lớp quân địch mới cũng đã hùng hồ lao đến khung cảnh tráng lệ của vạn quân quần nhau đã bắt đầu đây là một trận đánh hỗn loạn thực sự lính không thấy tướng tướng không thấy lính mỗi người đều nắm chặt binh khí trong tay chăm chăm tìm kiếm một đôi mắt thù địch để rồi giống lớn xông lên trước sau trái phải đều là đau thương kiếm kích thỉnh thoảng còn có tên bắn lén bay qua lúc này mọi người tuyệt đối bình đẳng một tướng lĩnh chỉ huy ngàn vạn quân cũng có thể bị một tên lính quèn nhất đâm chết võ công kỹ xảo gì cũng không dùng được căn bản đến chỗ tránh né cũng chẳng có chỉ là chặt chặt, giết giết giết. Sơn cốc lúc này như nồi nước đang sôi, cái thứ nước đỏ rực mau máu mà chỗ thoát duy nhất chính là cửa sân cốc, vị trí mấy người bọn dưng lăng đang đứng. Bộ hạ của Hất Lâm Đà Đạt đều là những kẻ dũng mãnh giết người không chớp mắt, nhưng sức ép tìm chỗ thoát của dòng nước lũ thật quá lớn, mạng chúng liên tiếp bị đối phương lấy đi, mở cửa sân cốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Những minh sĩ cầm khiên bảo vệ Diệp Ngự Sử và Lưu Công Công tay nắm đoàn đao, cố gắng hết sức vây quanh hai lão di động về phía cửa sân cốc nhưng dòng người chen trúc quá chật trội diệp ngựa sử chỉ lảo đảo ngã xuống đất một cái là lập tức bị vô số đôi chân đạp lên của giặc thát có của những sĩ tốt mà hắn vẫn xem là cấp thấp cũng có không có ai có thời gian nhìn xem cái đám thịt mình dẫm dưới chân của một sĩ tốt quèn hay là của một đại nhân cao quý đào thường đoạt mạng đang múa may trước mắt bản năng duy nhất còn lại là vung vũ khí để tìm đường sống hai binh sĩ bảo vệ muốn nâng hắn dậy nhưng vừa mới cúi xuống liền bị làn sóng người không thể kháng cự cuốn ngã và hàng loạt đôi chân dẫm lên Điều này khiến lòng giả những minh sĩ khác trở nên cứng rắn hơn. Không ai nhìn lại một lần nào nữa, cả dòng người bất luận địch ta đều bị một sức mạnh to lớn ép di chuyển về phía cửa sân cốc một cách không thể tự chủ. Dương Lăng đã trở nên ngây ngốc. Trong loạn quân kiểu này, cá nhân dù thần dũng đến đâu cũng chẳng ăn thua, huống chi thể lực y chẳng bằng một tên lính quèn, phản ứng bản năng của y chỉ là chỗ nào ít người thì chen tới đó. Trong bóng đao kiếm cùng tiếng thét gào chém giết không dứt, thì trách nhiệm duy nhất mà y còn nhớ là giữ chặt tay mã liên nhi nàng đã theo mình tới đây tuyệt đối không được bỏ trốn một mình ai cũng để muốn xông ra khỏi cửa sân cấp đó mới là đường sống nhưng dương lang cũng biết trong đám loạn quân này mình căn bản không có năng lực chạy tới cửa sân cấp cho dù không bị giặc thát giết chết thì thân thể gợi yếu của y cũng sẽ bị người ta chen ngã thành một đống tiền vụn thôi dương lang kéo mã liên nhi đang đỡ đẫn thoát khỏi dòng đũ đó chạy lên sườn núi phạm vi chém giết ngày càng mở rộng bởi sự phản công của quân minh nên hai người chỉ có nước chạy lên cao hơn giặc thát phát hiện trên dần núi có hai người đang đứng lập tức có kẻ vung đao xông tới hoàn toàn là phản ứng bản năng muốn tiêu diệt mọi sinh mạng đối địch nhìn thấy quần áo trang sức không giống mình phản ứng bản năng của chúng chính là chém giết hiện giờ người của hai bên đều trở thành những sinh vật khát máu và điên cuồng nhất đôi chồng mắt đỏ ngầu đã không còn chút lý trí nào chỉ chăm chăm tìm sinh mạng theo bản năng để mà hủy diệt đi dương lăng thầm kêu khổ y bây giờ chỉ còn lại một loại bản năng đó là chạy trốn dòng người trong sân cốc giống như một dòng sông đang chảy xiết chen trúc cuốn lẫn nhau va và đập vào nhau với khí thế ấy thì chỉ cần rơi vào trong là sẽ bị lập tức xé thành mảnh vụn nên y chỉ còn chạy lên chỗ cao hơn dưới sự truy đuổi giao duyết của mấy tên đặc thát đang kêu những tiếng ồ ồ như dã thú hai người cố hết sức chạy lên đỉnh núi lúc đầu là dương lăng kéo mã liên nhi đang sợ hãi kinh hoàng chạy khi còn cách đỉnh núi hơn hai chục mét thì dương lăng đã mệt phờ bắt đầu được mã liên nhi kéo chạy lên trên thân thể đúng là thiếu luyện tập quá rồi dương lăng cảm thấy tim đập thình thịch hai tay lùng bùng cơ bắp trên đùi run rẩy cảm giác đau đớn đến ngạt thở ấy khiến y gần như muốn buông bỏ việc chạy trốn thà chịu bị thắt từ chặt đầu còn hơn thế nhưng rõ ràng mã liên nhi không nghĩ như thế tuy cổ họng nàng đã phát ra tiếng thở gấp hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài như tiên nữ của mình nhưng nàng đã thức tỉnh khỏi sự choáng váng do cảnh máu me bắt đầu dùng hết sức kéo dương lăng chạy trốn nếu lúc này có người ngồi ở không gian khác nhìn bọn họ nhất định sẽ cho rằng đang coi phim chiếu chậm trong gió tuyết tung bay phía trước một nam một nữ chậm chậm cất bước phía sau mấy kẻ như hung thần ác sát cầm đao rõ ràng chỉ cần chạy mấy bước là có thể đuổi kịp nhưng vẫn cứ chậm chạp bước đi trận trừng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta cặm cụi đuổi theo hai người cuối cùng cũng tới lên đỉnh núi mãi liên nhi vừa nhìn thấy tình hình trước mắt thì không khỏi thầm giật mình sợ hãi tia hy vọng chạy thoát cuối cùng đã tan tành đỉnh núi chật hẹp sơn dốc gần 70 độ căn bản không có đường nào để chạy tuyệt vọng buông tay dừng lăng nàng quay đầu nhìn bọn giặc thát đuổi giết không tha rồi bỗng thò tay nhanh vào ngực rút ra cây châm vàng mà trước khi phi ngựa khỏi thành nàng đã cất vào ngực đặt lên yết hầu dương lăng thở phì phò chỉ tay nàng y thở gấp đến mức không thể nói nổi thành lời mãi liền nhi ngực phập phồng nhìn y ánh mắt hết sức phức tạp liếc sang thấy mấy tên giặc tát đang cười hung tợn đã gần bò tới đỉnh núi nàng không nén nổi tiếng cười bi thương quay đầu nhìn dương lăng một cái thắm thiết rồi nhắm hai mắt lại nàng nắm chặt cây châm đâm mạnh vào yết hầu mình cơ bắp toàn thân của dương lăng đều run bần bật vì dùng sức quá độ đã mệt đến mức không muốn cử động chút nào nhưng thấy hành động của mã liên nhi y vẫn cố hết sức lao lên đập cái bóp vào tay của mã liên nhi nằm ngón tay xước qua gò má của nàng mã liên nhi bị mũi châm vạch một vết xước trên cổ nhưng châm vàng đã bay khỏi tay giấu năm ngón tay hẳn rõ trên mặt nàng ngợn ngơ đứng đó kinh ngạc nhìn dương lăng biết nàng sợ bị giặc thát làm nhục nên mới muốn tự tận nhưng lúc này y đã vô cùng mệt mỏi cũng không có thời gian để giải thích nữa rồi y tất tha thất tiểu nhào tới trước dốc phía trước tuy không có đường nhưng muốn chạy trốn thì đó dường như là con đường duy nhất quay lại tay không đánh nhau với mấy chiến binh mông cổ dũng mãnh kia khỏi cân nghĩ cũng biết bóng đao lướt qua là cái đầu xinh đẹp của y sẽ lập tức lìa khỏi thân y đưa mắt xem xét vách núi gần như thẳng đứng khiến người ta chóng mặt vừa gấp rút tính toán cơ hội sống y vừa vẫy tay gọi mã liên nhi cất giọng khàn khàn qua 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 đây trong đám giặc thát đuổi theo đã có hai tên đã leo đến giữa núi bọn chúng mới vừa chém giết một hồi lâu trong sân cốc thể lực đã hao tổn rất nhiều bây giờ đội một hơi lên núi hai tên đều thở dốc như trâu thấy địa hình bọn chúng biết hai người phía trước không có đường chạy nữa nên cũng cảm thấy yên tâm chúng chống đào xuống đất thở hồng hộc giờ cũng cần phải khôi phục sức lực để vung đao chém người hai tên giặc thát đưa ánh mắt hung ác đánh giá một nam một nữ trước mặt vẻ tàn bạo hung dữ trong mắt dần dần mất đi bắt đầu thay bằng ánh mắt dâm tà hai đôi mắt đầy dục vọng như muốn lột sạch quần áo của mã liên nhi sức lực đã mất bắt đầu khôi phục lại rất nhanh vì bản năng của giống đực lúc cha mã liên nhi làm công tác thu thập tin tình báo cho cẩm y vệ ở vùng tái ngoại thân phận công khai là một gã buôn đổ ra từng giao thiệp với các bộ lạc thắt đát mã liên nhi từ nhỏ đã từng nghe nói giữa các bộ lạc thắt đát vì tranh chấp tỏa nguyên tươi tốt mà không ngược đổ ra chiến tranh vợ con của phe thua phải làm nữ nô chịu đủ thứ lang nhục nữ nhân rơi vào trong tay loại người dã man này thì giá trị không bằng một con gia súc kết quả so với rơi xuống địa ngục quả thật còn thảm hơn Mã Đền Nhi thấy thân hình hai tên đặc thát ấy bề ngang bề dọc to bè như nhau, về ngoài chẳng khác dã dạ nhân là mấy, mắt bừng bừng đờ dục thì không khỏi giật mình run rẩy, khắp người lạnh buốt tới xương. Lựa chọn duy nhất của nàng chính là chạy theo Dương Lăng, trong lòng chỉ nghĩ, thôi, không thể giữ vẹn thi thể thì đây nhảy xuống núi cho dã thú lấp bụng vậy, thế cũng hơn là bị người giày vò tới chết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 của Ngược về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10.